Một công dân Nghệ An không qua khỏi trong vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba, Jordan. Người thân và chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin anh Mai Văn Triều là một trong năm công dân Việt Nam đã không qua khỏi trong vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba, Jordan. Tối ngày 30 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được thông tin có một công dân quê ở xã Đồng Thành đã không qua khỏi trong vụ nổ khí độc ở cảng Aqaba, Jordan. Nạn nhân là anh Mai Văn Triều, 34 tuổi, quê ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Anh Triều là thuyền viên giỏi trong nhiều năm và vừa mới lên thuyền trưởng chưa được một tháng nay. Trên trang cá nhân của anh Triều vào ngày 31 tháng 1, anh đăng ảnh chân dung, chụp trên con tàu và chú thích. Chính thức hết một năm, cha mẹ và mọi người ở nhà đừng lo cho con vẫn đang ổn và cố gắng từng ngày. Chúc cho những người con yêu thương luôn mạnh khỏe, bình an, chúc cho con trai của bố mạnh mẽ, an yên con nhé, bố sẽ nhanh về, yêu con. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương và gia đình đã nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Nguyện vọng của người thân ở quê nhà mong muốn được đưa thi thể anh Triều trở về quê tổ chức lễ mai táng. Trong số 5 công dân Việt Nam đã không qua khỏi trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan ngày 27 tháng 6, khiến tổng cộng 13 người không qua khỏi và 251 người bị thương có anh Triều. Ngoài 5 thuyền viên thiệt mạng thì có 7 công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc này. Các công dân Việt Nam đều là thuyền viên làm việc trên tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, xuất xứ Hồng Kông, Trung Quốc. Như tin đã đưa, theo đài RT, ngày 27 tháng 6, một vụ nổ bồn chứa khí clo đã xảy ra tại cảng thuộc thành phố Aqaba, phía nam Jordan, khiến ít nhất 13 người đã không qua khỏi và 251 người bị thương. Các công dân cảng cho biết chiếc bồn đang chứa 25 tấn khí clo xuất tới Djibouti thì bị rơi khi đang được vận chuyển gây nổ. Vụ nổ khiến một xe tải bị văng đi, các nhân viên làm việc gần đó hoảng loạn bỏ chạy. Theo Bộ Ngoại giao, chiều 29 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman al-Safadi. Tại cuộc điện đàm liên quan đến vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan ngày 27 tháng 6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman al-Safadi đã gửi lời chia buồn tới Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các gia đình nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng Jordan sẽ hết sức phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho công dân Việt Nam không qua khỏi trong vụ nổ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Jordan lời chia buồn sâu sắc về những tổn thất to lớn do vụ tai nạn gây ra. Cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Jordan đã nhanh chóng thông tin về 5 công dân Việt Nam, đồng thời quan tâm cứu chữa các công dân Việt Nam khác bị thương trong vụ việc này. Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng Jordan đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc, hướng dẫn xử lý các thủ tục hậu sự đối với các nạn nhân, đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân gặp nạn.